chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bình Dương, ô tô điên bỏ chạy lao trúng người dân. Việt Nam đòi nợ Indonesia tại Asian Cup 2024. Ngày 23 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tổ chức lễ truy điệu an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Dự lễ truy điệu và an táng có Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau nhiều tháng tìm kiếm, xác minh thông tin, cán bộ, nhân viên đội 589 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, bốc được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào để đưa về nước. Cùng với số hài cốt liệt sĩ này, đơn vị quy tập đã tìm thấy nhiều di vật kèm theo. Lễ truy điệu các liệt sĩ được tổ chức theo nghi thức quốc gia và của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là lần thứ 45, tỉnh Quảng Bình đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc. Sáng ngày 23 tháng 5, ông Trần Trung Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, xác nhận nhiều người chứng kiến hiện tượng vòi rồng xuất hiện trên vùng biển địa phương này khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5. Theo ông Thông, thời điểm vòi rồng di chuyển, khu vực biển gần bờ ở xã Vạn Hưng, thủy triều đang rút. Sức gió của vòi rồng làm rung lắc nhiều tàu đánh cá của người dân, may mắn không có người bị thương. Chị Thúy Diễm, ngụ xã Vạn Hưng, người đã quay lại hiện tượng vòi rồng, kể lúc đó trời bỗng nổi mây đen rồi gió lớn kéo đến. Lúc nhìn ra hướng biển thì mọi người phát hiện có cột vòi rồng cao gần 1.000 mét xuất hiện. Cột vòi rồng rất lớn xuất hiện cách bờ biển khoảng 500 mét, vòi rồng đi nhanh khoảng 3-4 phút. Trên đường đi là một số tàu thuyền bị lật ngang. Theo một số người dân, sau khi vòi rồng đi qua, nhiều tàu thuyền bị lật úp, nước tràn vào buồng máy, hư hỏng nặng. Một số thuyền thúng bị đánh bay khá xa. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa hai phương tiện khiến hai người thương vong. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra tại khu vực trước cảng ICD Sochas, đường Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 5. Thời điểm này, hai thanh niên di chuyển bằng xe máy trên đường Nguyễn Văn Bá hướng đi ngã tư Thủ Đức đã xảy ra va chạm với xe container đang chạy vào cảng. Tai nạn khiến hai thanh niên đi trên xe máy ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Sáng ngày 23 tháng 5, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã bắt giữ được một nam thanh niên lái ô tô bỏ chạy rất nhanh trên đường. Khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân thấy chiếc ô tô biển số 51G71925 chạy với tốc độ cao, vượt cả đèn đỏ. Chiếc xe đã va chạm với một số xe máy khiến ít nhất một người bị thương. Một số người dân chứng kiến cho biết, lúc lực lượng cảnh sát giao thông chặn đầu xe được rồi, nhưng tài xế vẫn lách ra rồi lái xe bỏ chạy. Khi chiếc ô tô chạy đến đường Văn Công Khai, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một mới bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế. Vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao nam thanh niên lái xe bỏ chạy. Hiện tại đang bắt đầu vào mùa măng cụt, nhưng năm nay các nhà vườn tại Bình Dương cho biết măng cụt năm nay mất mùa. Ông Trần Văn Viễn, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Sơn, xã An Sơn, thành phố Thuận An cho biết, năm nay sản lượng măng cụt giảm tới khoảng 80%, giá măng cụt chính loại 1 dao động từ 130.000 đến 145.000 đồng trên kg, giá măng cụt xanh còn nguyên vỏ làm gỏi gà lên tới 90 đến 120.000 đồng trên kg, còn loại xanh đã gọt vỏ sẵn, giá từ 350 đến 400.000 đồng trên kg. Ở một số nơi, giá măng cụt còn cao hơn nhiều do khan hiếm hàng. Mỗi năm, vào thời điểm này, dọc các tuyến đường tại thành phố Thuận An đã có rất nhiều người dân bày măng cụt ra bán, nhưng năm nay rất ít măng cụt được bày ra bán. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghongnay@phapluattp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục nhận định. Thưa quý vị, kết quả bốc thăm Asian Cup 2024 hôm 21 tháng 5 đưa tuyển Việt Nam vào bảng B cùng các đối thủ khó chịu bao gồm Indonesia, Myanmar, Philippines và Lào. Thách thức dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là không hề nhỏ khi các chiến binh sao vàng sẽ tái đấu Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong, Indonesia đã 3 lần liên tiếp đánh bại tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên mới, hứa hẹn sẽ tạo nên sự khác biệt. Để có góc nhìn tổng quan hơn về bảng đấu cũng như tương quan lực lượng các đội ở bảng B, mời quý vị cùng gặp gỡ cựu tuyển thủ bóng đá, bình luận viên Như Thuần để cùng nghe ông nhận định về cơ hội nào dành cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Xin cảm ơn bình luận viên Như Thuần đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu được cho là khó nhằn, bao gồm Indonesia, Myanmar, Philippines và Lào. Ông đánh giá như thế nào về khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại bảng đấu này? Vừa rồi thì người hâm mộ cũng rất quan tâm đến cái việc mà đội tuyển Việt Nam bốc thăm ở khu vực Đông Nam Á, một cái giải đấu quen thuộc đối với chúng ta, một cái giải đấu mà chúng ta đã gặt hái được tương đối nhiều thành tích của mình trong những năm gần đây. Tuy nhiên thì so với bảng A thì bảng B được đánh giá là khó khăn hơn một chút so cho đội tuyển Việt Nam, nơi có mặt của Indonesia, một đội bóng đã vượt qua chúng ta 3 lần trong thời gian gần đây, và Philippines, một đội bóng cũng đã có rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Myanmar cũng cho thấy một đội bóng tương đối khó chịu. Có lẽ là Lào là đội bóng được đánh giá là yếu nhất ở bảng đấu này. Nhưng với cá nhân tôi thì bất kể ở thời điểm nào đi chăng nữa, trong nhiều năm trở lại đây thì ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam luôn luôn được đứng bên cạnh đội tuyển Thái Lan ở top 1, và bên cạnh đó thì Indonesia và Malaysia là top 2. Thế còn những cái đội bóng khác, ví dụ như Myanmar, ví dụ như Singapore, Lào hay Brunei, Campuchia là những đội bóng được đánh giá là yếu hơn. Chính vì vậy mà cá nhân tôi không lo lắng nhiều đến việc đội tuyển Việt Nam có đi tiếp hay không. Việc đi tiếp là đương nhiên, bởi vì chúng ta chỉ có một đối thủ được đánh giá là ngang bằng và thậm chí ở thời điểm này có thể nhỉnh hơn chúng ta một chút, đó là Indonesia. Thế còn những đội bóng còn lại là Philippines, là Myanmar và Lào thì luôn luôn là những đối thủ dễ bị chúng ta vượt qua trong nhiều thời gian gần đây. Và trong những thời gian gần đây thì các quốc gia mà tôi vừa kể tên họ cũng không có được những cái bước đột phá về mặt chuyên môn cũng như công tác đào tạo trẻ. Chính vì vậy mà các đội tuyển của họ cũng có chuyên môn ở mức độ thấp hơn so với đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Kết quả bốc thăm ASEAN Cup 2024 đưa tuyển Việt Nam tái ngộ Indonesia. Mặc dù đã để thua đến 3 trận gần nhất, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam có quyền tự tin khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên mới, và Indonesia gặp khó khăn bởi ASEAN Cup 2024 không thuộc FIFA đây. Indonesia có tới 13 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. Những câu lạc bộ này có thể từ chối nhả người. Liệu đây có phải là lợi thế dành cho đội tuyển Việt Nam, thưa ông? Về lý thuyết là như vậy, nhưng chúng ta biết được là Indonesia họ sẽ đặt cái ưu tiên của đội tuyển quốc gia ở cái giải đấu khu vực Đông Nam Á này như thế nào. Nếu như họ muốn đi đến trận đấu cuối cùng và thậm chí muốn đăng quang ngôi vô địch thì họ sẽ phải dành toàn tâm toàn lực cho cái giải đấu này, bởi vì cũng đã rất là lâu rồi thì bóng đá Indonesia mới có được một cái lứa cầu thủ tài năng như vậy. Còn cái việc mà họ sẽ đối thoại với các câu lạc bộ có các cầu thủ của họ đang thi đấu thì là đó là trách nhiệm của liên đoàn, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn, bởi vì họ sẽ tìm ra được cái hướng đi của mình. Trong cái giải đấu, những cái giải đấu gần đây thì họ cũng đã có được những cái phương án rất là tốt để đưa về các cầu thủ nhập tịch rất tài năng của họ đang chơi ở châu Âu. Hơn một chục cầu thủ của họ đang chơi ở châu Âu, họ có một cái hệ thống đào tạo rất là chuẩn. Chính vì vậy mà các cầu thủ đấy khi về kết hợp với các cầu thủ tài năng trong nước thì họ không mất quá nhiều thời gian. Đây là một điều mà bóng đá Indonesia đã có một hướng đi khác so với chính họ trong một vài năm gần đây. Và có lẽ là chúng ta chỉ cần nghĩ đến chúng ta phải chơi như thế nào, lực lượng của chúng ta ra sao thôi. Chứ còn nếu như so với các đội bóng còn lại thì có lẽ là chúng ta và Indonesia là hai đội bóng được đánh giá cao hơn. Và chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm đến việc là Indonesia với lực lượng ra sao, bởi vì chúng ta hướng đến việc là chúng ta sẽ đi tiếp cùng với Indonesia vào bán kết. Việc huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn cầu thủ nào cho ASEAN Cup 2024 cũng rất đáng mong chờ. Ông kỳ vọng cầu thủ nào sẽ trở lại, nhất là những ngôi sao không được trọng dụng dưới thời huấn luyện viên Trossier như Quang Hải, Hoàng Đức. Có lẽ là huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng có một chút lợi thế khi bước vào cái giải đấu ở khu vực Đông Nam Á. Đó là ông ta có hai trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á trước Philippines và Iraq. Đây là hai trận đấu mà huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đưa ra được cái nhận định chính xác nhất
về cái lực lượng mà ông ta đang có trong tay. Và một cái lợi thế của huấn luyện viên Kim Sang-sik đó là ông ta có rất nhiều những cái tư vấn của người tiền nhiệm đồng hương huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi vì chúng ta đã biết là huấn luyện viên Park Hang-seo là người rất hiểu các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, rất hiểu bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy mà những cái chia sẻ hay những cái tư vấn, những cái cố vấn của huấn luyện viên Park Hang-seo là một điều hết sức quan trọng. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng thời của huấn luyện viên Park Hang-seo thành công so với thời điểm này cũng đã khác khá nhiều. Nhiều cầu thủ trụ cột và có một thành công trong khoảng 4-5 năm với huấn luyện viên Park Hang-seo thì ở thời điểm này họ đã đi xuống, phong độ của họ đi xuống, khát vọng của họ cũng đã đi xuống, và một lứa cầu thủ tài năng cũng đã bắt đầu cho thấy được cái tiềm năng của họ. Chính vì vậy mà huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có đủ thời gian để đưa ra cái sự lựa chọn của mình trong sau hai cái trận đấu vòng loại thứ ba khu vực châu Á, để chúng ta có một cái thời gian đủ để bước vào giải đấu khu vực Đông Nam Á với một lực lượng tốt nhất. Họ phải chứng minh rất nhiều điều. Đầu tiên là họ phải chứng minh cái năng lực của mình ở những trận đấu tại V-League. Sau đó thì có hai cái trận đấu ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Và đó là cái thời điểm mà họ phải thể hiện mình để muốn góp mặt vào cái đội hình thi đấu ở giải khu vực Đông Nam Á. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Vượt đường dài mà chính người mười ý. Thật căng thẳng mệt mỏi. Trà xanh không độ tuyển chọn từ trà Thái Nguyên tươi, giàu vitamin C và EGCG. Thức sảng khoái. Hey, cùng xe chai để chọn hướng đi. Chín người đây cùng một ý. Hãy uống trà xanh không độ mỗi ngày, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Kính thưa quý vị, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là người bạn đồng hành của độc giả. Vừa qua, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều thông tin, đơn thư của bạn đọc phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc Nguyễn Thanh Kha, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh gửi qua fanpage báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Ông và rất nhiều người rất bức xúc khi nhận được hóa đơn tiền nước kỳ năm 2023 vì tiền nước kỳ này tăng gấp 2-3 lần các kỳ trước. Nguyên nhân tiền nước tăng cao là do công ty cấp nước tự xóa định mức nước của người dân nên giá nước bị thay đổi. Việc xóa định mức nước công ty không hề thông báo cho người dân biết, khi nhận hóa đơn người dân mới phát hiện ra. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư của bạn đọc Tâm Nguyễn phản ánh anh trai của anh bị truy tố về hành vi cố ý gây thương tích. Anh được một người giới thiệu cho một giảng viên nói là có khả năng chạy án. Lúc đầu người này đòi 800 triệu, sau đó tăng lên 1 tỷ. Vì nghĩ có thể chạy được án nên anh đã chuyển khoản 1 tỷ đồng theo yêu cầu của người này. Khi chuyển khoản xong thì anh trai vẫn bị y án, anh đòi lại tiền thì giảng viên này không trả. Lúc này anh mới biết mình bị lừa. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2024 của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.